Hello cả nhà. Hôm nay Xuân Hồng tặng cả nhà một món ăn nữa, đó là cá nục kho sả nghệ. Đây là những con cá nục Xuân Hồng đã làm sẵn rồi, sạch sẽ rồi nè, tươi rói à. Cả nhà mua cá nục đừng có lớn quá nha, nhỏ nhỏ thôi chứ lớn quá là không có ngon đâu. Mà mình đang làm món cá nục kho sả nghệ. Ở đây Xuân Hồng có nghệ nè, có sả bào nè, đây là sả bào Xuân Hồng đem từ nhà hàng về. Xuân Hồng có nước mắm nè, có ớt tươi nhà ba mẹ Xuân Hồng trồng, ba mẹ nuôi trồng ngon không. Rồi có các gia vị ha, đường, muối, bột nêm, và đặc biệt mình phải có nước mắm với lại hành lá, rồi dầu ăn, tiêu. Rồi hôm nay cả nhà có khỏe không? Xuân Hồng đang chuẩn bị làm món cá nục kho sả nghệ nha. Mình có nghệ, có ớt, có đủ thứ hết rồi nè, có sả nữa. Rồi mình cá nục kho sả nghệ ăn cơm ngon lắm. Hai anh Danh, dạ cái món này là món cá nục kho sả nghệ đó anh Danh với cả nhà ơi. Trang Thu ơi, cá nục kho sả nghệ nha em, món ăn mới, món ăn lạ. Rồi để nhờ ông xã cầm máy giùm để Xuân Hồng mới có tay làm. Kỳ này Xuân Hồng làm livestream thích lắm, có phụ tá rồi. Có ông xã quay phim giùm rồi, cứ canh canh ngày nè, giờ nào ông có ở nhà cái bắt đầu mình mới làm món ăn mới được. Kệ đi, ngọt ngọt với ổng chút xíu nhờ ổng được mà, mình coi vậy chứ được việc. Cầm máy giùm đi. Rồi cầm vậy nha, để em đi lấy cái OK. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Bây giờ Xuân Hồng ở đây là có nghệ nè, cả nhà thấy không? Nhưng mà nghệ mình đem mà mình băm thì nó dính tay dữ lắm. Cho nên Xuân Hồng lấy cái bịch ni lông, bỏ nghệ vô đây rồi mình đập nha. Nè, cả nhà thấy những củ nghệ tươi đó, mình cạo vỏ sơ qua rồi mình rửa thật sạch. Còn nếu không có nghệ tươi thì cả nhà có thể làm bột nghệ cũng được nha. Mình đang làm món cá nục kho sả nghệ rất là ngon. À, những củ nghệ tươi thì càng ngon hơn nữa. Mà bây giờ ở các chợ Việt Nam mình ở bên Mỹ cũng có bán nghệ tươi nữa, không chỉ ở Việt Nam. Về cái mình rửa sơ đi, rửa sạch đi, xong cái mình lấy cái dao đó mình cạo sơ cái vỏ thôi chứ không cần gọt sạch vỏ đâu nha. Vỏ của củ nghệ có rất là nhiều vitamin mà. Cá nục kho sả nghệ ăn rất là lành luôn. Xong Hồng bỏ những củ nghệ vô đây, vô bịch ni lông rồi mình giã dập. Bên chị không có nghệ Xuân Hồng ơi. Dạ chị dùng bột nghệ cũng được chị yêu ơi. Chị tên gì? Ngọc Anh. chị Ngọc Anh ơi, mình dùng bột nghệ cũng được nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng cho cái mấy củ nghệ vô cái bịch ni lông ziplock, Xuân Hồng giã nha, chứ bây giờ mình thò tay vô mình làm nó dơ tay lắm, tại củ nghệ nó dính cái bột màu dính dữ lắm đó. Mình giã dập tức là sao mình còn những cái miếng nghệ để mình ăn đó. Cái làm cái này Xuân Hồng nhớ lại ngày xưa đó, mà mẹ mình hay con gái mà sanh đó, mẹ hay kho cá với nghệ cho con gái ăn đó, cả nhà nhớ không? Khoảng 2 3 củ nghệ thôi nha, đó giã dập như thế này. Không không có nghệ tươi mình dùng bột nghệ cũng được nha cả nhà ơi. Mình giã dập nhưng mà có luôn những cái miếng nghệ đó chứ đừng có giã nát quá nha, nó còn miếng miếng nghệ mình gấp chúng miếng nghệ ăn mới ngon. Rồi xong rồi thấy không, tay mình không có dơ gì hết trơn, không có dính nghệ, chứ không thôi là nó dính nghệ lâu hết đó. Đó thế này dập dập ra thôi như thế này nha. Rồi Xuân Hồng để qua một bên nè. Rồi bây giờ nghệ Xuân Hồng đã giã dập rồi, ớt có rồi ha. Bây giờ Xuân Hồng ướp gia vị vô trong cái cá này. Ok, nục cá nục nhật khô có ngon không? Cá nục nhật kho cũng ngon em, nhưng mà cái thịt cá nục bông, cá nục nhật á nó mềm quá à. Xuân Hồng thấy cá nục nhật nướng hoặc là chiên ngon hơn là kho. Còn khi mình kho mình lựa cá nục chuối hoặc là cá nục cơm nha. Rồi Xuân Hồng cho vào đây cá nục của mình là 1 muỗng cà phê bột nêm, tức là chicken powder. Rồi Xuân Hồng cho vào đây là 2 muỗng cà phê đầy muối, đường cát, sorry đường cát.
Rồi một muỗng cà phê gạt muối nha. Với như đây cá nục, Xuân Hồng coi 2, 4, 6, 8, khoảng 10 con cá nục nhỏ nhỏ thôi. Xuân Hồng nêm vào đây là một muỗng cà phê bột nêm chicken powder. Rồi nữa một muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đầy đường cát. Rồi giờ Xuân Hồng cho vào đây nước mắm ngon nha. Tên cá này tên gì? Tên anh? Biết chết liền. Cá nục. Đây Xuân Hồng cho vào đây khoảng 2 muỗng canh đầy đến 3 muỗng canh đầy nước mắm, tùy theo mình muốn ăn mặn hay lạt. Rồi Xuân Hồng cho vào đây tỏi băm, một muỗng đầy như thế này tỏi băm nha cả nhà, nó mới ngon nha. Rồi đây mình trộn lên cho thấm nha. Nhắc lại cái món gì? Xuân Hồng nhắc lại mình đang làm cái món cá nục kho xả nghệ, một món ăn mà là lạ miệng nha. Mọi lần mình Xuân Hồng đã làm show cá nục kho cà, cá nục kho măng, cá nục kho mía này nọ rồi, nhưng mà hôm nay mình làm món cá nục kho xả nghệ. Mình ướp sơ thôi cả nhà ơi, không cần ướp nhiều lắm đâu, tại vì cá nục mình nó nhỏ xíu à. Rồi thích thì cho chút xíu xả bào nha, ít một tí xả bào lên đây. Rồi bây giờ Xuân Hồng đã sẵn sàng rồi đó. Cá nục thì mình đã ướp gia vị sơ qua rồi, mình có nước dừa tươi nha, xả hành lá ha, tỏi băm chút nữa mình phi thơm ha, đặc biệt là phải có nghệ nha. Nghệ thì mình ướp gia vị nghệ vào đây, tức là nghệ mình ướp một nửa, còn một nửa thì mình hồi nữa mình phi nha. Đó, Xuân Hồng cho chút xíu nghệ. Nghệ mà mình giả còn nguyên miếng miếng như thế này, muốn thì giả nhỏ hơn cũng được, nhưng mà Xuân Hồng thích ăn nghệ nó nguyên miếng miếng, mình gắp được miếng nghệ luôn. Rồi trộn sơ sơ để đây thôi. Đó. Rồi còn một ít nghệ thì tí nữa Xuân Hồng xào lên, Xuân Hồng mới cho vào nha. Đây là những trái ớt tươi mà mẹ nuôi Xuân Hồng cho nè. Mẹ nuôi Xuân Hồng trồng ngon không? Trời ơi, nhìn trái ớt thèm ghê vậy đó. Rồi Xuân Hồng mới bỏ một mấy trái ớt vào đây. Cá mà không có ớt là mất ngon nha cả nhà. À, được rồi. Rồi, bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa, mình đang làm món cá nục kho xả nghệ. Hello. Ok, rồi mình đang làm món cá nục kho xả nghệ nha. Đây là cá nục khoảng 10 con nhỏ nhỏ, Xuân Hồng đã ướp sơ gia vị, mắm, muối, đường, bột nêm, nước mắm. Rồi có xả, có tỏi, có chút xíu nghệ và ba trái ớt ha. Đảo sơ sơ thôi chứ không thôi, con cá nó dập. Rồi để im đây cho Xuân Hồng. Bây giờ bên này Xuân Hồng có cái chảo. Vặn lửa lên. Rồi vặn lửa cái chảo lên cho em. Để mi dùng ha. Rồi bây giờ ông xã Xuân Hồng đã vặn cái chảo lửa lên. Xuân Hồng cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Mi dùng ha. Giờ lửa lớn đây. Lửa lớn cho nó nóng chảo, mình hạ lửa mấy hồi. Xuân Hồng để cái này đây, để tỏi xả với bột nghệ ngay đây ha, cho nó dễ lấy. Rồi bây giờ là chảo nóng rồi đó, Xuân Hồng cho một muỗng tỏi vào đây cho thơm thơm. Mình đang làm món cá nục kho xả nghệ như cả nhà. Rồi, Xuân Hồng cho hết cái số nghệ mà hồi nãy mình lấy một nửa, còn nửa mình chừa lại đó. Cho vào đây. Nếu cả nhà không thích ăn cái miếng nghệ nguyên thì giả dập hơn. Xuân Hồng thì thích ăn gấp chúng miếng nghệ, ăn nó ngon mà tốt lắm. Rồi ha, Xuân Hồng xào lên như thế này đây. Cho nghệ nó ra màu đẹp, thịt đẹp mà nó thơm thích luôn. Rồi, Xuân Hồng cho ít xả nữa. Tại cái tên đã nói lên rồi mà. Cá nục kho xả nghệ là phải có xả với nghệ. Đi cà phê thả nguyện cho nghệ. Cái gì? Xuân Hồng thả cho nghệ. Cái gì anh? Đi cà phê. Hỏi gì? Ai hỏi nhau? Ai hỏi nhau không? Có. Cái anh coi anh ấy đâu? Rồi Xuân Hồng xào xả
nghệ với lại tỏi cho thơm, bây giờ cái hồng nó cho là cái bít đó. Mặc dù cái cá mình đã ướp gia vị rồi nhưng mà mình cứ cho vào đây khoảng thêm 1 đến 2 muỗng canh nước mắm nữa nha cả nhà. Mình đặt cái sốt nha. Rồi cho hồng cho vào đây. Thêm một muỗng cà phê đường cát nữa, nửa muỗng cà phê bột nêm, tí tí muối thôi, muối đừng có cho nhiều nha. Tại vì hồi nãy mình ướp muối rồi. Tức là mình làm cái sốt nghệ này á, là có nước mắm, có muối, có bột nêm, ha, có đường ha. Rồi giờ Xuân Hồng mới cho nước dừa tươi vào. Còn bao nhiêu nước dừa? Khoảng nửa lon nước dừa tươi được rồi cả nhà. Khoảng gần một chén nước dừa tươi nha. Rồi bạn lửa lớn lên ha. Thì khi mà mình đun như thế này đó, nghệ với sả mình nó ra cái mùi thơm và ra màu đẹp. Rồi mình cho cá vào. Mình kho lửa đi cho rút cái gia vị này vô cá. Kho là hết sảy con bà bảy luôn. Kenny Michelle Wang. Cái gì ạ? Kenny là... Ừ, anh Kenny đó, bạn của anh đó. Ông mà chuyên môn chống trọng đó. Bạn già. Bạn già của anh đó. Thỉnh thoảng thích ăn ớt cho thêm vào ba cái ớt. Ổng đi làm sao mà ổng thích rồi. Ừ, thấy lúc nào có mặt hết trơn á, em mét mới được. Gì bỏ gì? Cái này là Xuân Hồng cho chút xíu cái tí xíu cái gọi là cái gì ta, bắc soy sauce, là giống như nước màu kho cá vậy đó, mà mình cho ít thôi. Nhưng mà nếu mà thay vì nước màu kho cá nó có vị đắng thì mình cho cái nước tương này nó ngon hơn này cả nhà. Cái này nè, nó thơm và nó làm cho cái vị cá kho của mình ngon hơn, là mình cho cái màu kho cá người ta bán sẵn nha, đắng lắm. Cái này thì nó ngon. Rồi bây giờ mình cho tức sôi rồi phải không, mình cho tất cả cá mà mình đã ướp gia vị vô. Nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình nha cả nhà ơi, mình có thể là cho thêm nhiều hay ít tùy theo mình nữa. Cái nước mắm gì hết tùy mình hết. Rồi, Xuân Hồng sắp xếp cái con cá cho nó ngay ngắn để nó thấm đều gia vị nha. Thơm quá. Đó, chưa thấm mà cả nhà thấy nó đã đẹp rồi. Xếp con cá cho nó ngay ngắn. Tí nữa mình mới dở cá cho nó thấm gia vị. Rồi, Xuân Hồng nghe mùi thơm lắm rồi đó. Cá nục kho sả nghệ nha. Cá mà đi với sả với nghệ thì nó hợp lắm, nó làm cá không có bị tanh. Rồi, cả nhà kho như vậy để cho nó riêng thôi. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa nha, cá nục mình làm sạch sẽ, lựa cá nục nhỏ nhỏ thôi, gọi là cá nục cơm hoặc là cá nục chuối. Chứ mình đừng có mua cá nục lớn quá, cá nục bông nó không có ngon đâu, thịt nó bở lắm. Cá nục bông thì nó nướng ngon hơn. Rồi về mình rửa sạch sẽ, sau đó rửa bằng nước muối để cho sạch, để cho ráo ha. Rồi cái cá nục để ráo rồi cái cả nhà mới ướp sơ gia vị vô, chút mắm, chút muối, chút đường, chút bột nêm như nọ thôi. Chút sả vô cho thơm, chút tỏi nữa. Rồi sau đó cả nhà mới lấy cái chảo cho cái dầu ăn vô, nóng cái dầu nóng cho tỏi băm, cho nghệ mà mình đã đập dập vô nha. Muốn giả nhỏ cũng được, Xuân Hồng thì thích ăn cái nghệ đập dập, ăn gấp luôn cái miếng nghệ ăn như thế này, còn miếng giả như lát tùy theo cả nhà thôi.
Rồi không có nghệ tươi mình có thể dùng bột nghệ cũng được nha. Rồi cái dầu nóng với cho xả tỏi phi thơm, rồi cái dầu giảm lửa với cho nghệ vô xào, cho xả vô xào. Rồi cả nhà mới làm cái nước sốt là mình cho nước mắm, đường, bột nêm, tí muối với lại nước dừa tươi. Đó, cái sốt này nó sôi lên, cả nhà muốn cái màu đậm hơn chút xíu thì cho chút xíu nước tương đậm đặc vô hoặc là cái màu kho cá vô. Rồi xong rồi cái nước sốt nó sôi lên, cả nhà mới cho cá được ướp sơ gia vị vô kho. Trời xe xe lạnh kho kiểu này quất 3 chén cơm. Dạ, cái cá kho này ăn 3 chén cơm thiệt tình luôn á. Đó, xong cái cả nhà mới kho lửa riêu riêu như thế này cho thấm rút gia vị nó kẹo kẹo lại đó. Cá con cá nó cứng á, thì mình gấp ra dĩa mình ăn với lại cơm nóng nha. Cơm nấu bằng gạo cây dừa đó cả nhà. Gạo cây dừa ăn ngon lắm, phải gạo mới đó. Rồi, rất đông cả nhà, có rất nhiều người gọi message cho Xuân Hồng hỏi cái chảo Xuân Hồng hay dùng, cái chảo này nè, là mua ở đâu? Thì cái chảo này hiệu Circulon nha cả nhà. Hiệu Circulon mua ở Macy. Thì cái chảo này nè, hiệu Circulon mua ở Macy đó. Mà 14 inch, tức là cái size nó 14 inch và nó đi với cái nắp này luôn nè. Nó có cái nắp đậy lại luôn nè, thích lắm. Đó, Xuân Hồng mua lần hai cái luôn. Mà không biết bây giờ còn bán không, cả nhà search thử coi chắc có bán. Không có, không có thì mình bán lại. Mua chảo này bán lại mới được. Gạo cây dừa loại nào vậy? Có một loại đó. Có một loại hiệu cây dừa thôi, các tình yêu ơi, ngon lắm, gạo cây dừa ngon. Bữa Xuân Hồng có cho hình lên Facebook coi rồi đó. Ngon vô cùng luôn á. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới vặn lửa lên nhỏ nhỏ riu riu đậy nắp lại cho cái nồi cá kho mình nó thấm. Chờ em chút, em nói em lấy cái gì mua em mất tiêu rồi ta. À con có cơm chưa? Bà vú bà nấu cơm chưa? À có cơm rồi. Tí xíu bới miếng cơm đây. Gửi qua cho em cứ trợ trường bà. Em đang ở đâu đó? Em đang ở Florida. Trời nó Florida ra thì bà không nói thương. Chờ cá cạn chứ giờ sao giờ. Chờ chút xíu khoảng 10 phút thôi. Đây. Hi. Bữa nay lên sóng là món cá nục kho xả nghệ. Cá nục kho xả nghệ thì để coi ăn với cơm trắng nha. Rồi sáng nay vui quá cả nhà, sáng nay lên Facebook cái có một người share cho Xuân Hồng một cái bài viết về phụ nữ khôn và phụ nữ dại. Phụ nữ khôn á là không những biết nấu ăn mà còn biết làm đẹp nữa, còn phụ nữ dại là chỉ biết nấu ăn không biết làm đẹp. Cho nên là các tình yêu nhớ nấu ăn ngon nhưng mà phải làm đẹp nữa. Mà làm đẹp thì giờ sao, giờ nhiều cách làm đẹp lắm. Gọi cho Xuân Hồng, công ty mỹ phẩm Sanaderm có rất là nhiều sản phẩm làm đẹp. Kenny. Cái này gọi là lợi dụng cơ hội, nhưng mà thiệt chứ bộ. Và cái bài viết rất là hay anh không xạ, cái bài viết hay lắm, nói về phụ nữ khôn, phụ nữ dại đó. Ủa, em nói anh à? Ừ, em đang nói với anh. Nói với anh và nói với cả nhà Facebook. Hay lắm, cái bài viết rất là hay. Em copy, em cho lên cái Facebook của anh đó. Là của em, nhưng mà anh không có chơi Facebook, anh không biết. Rất là hay, rất là dễ thương. Hay. Gửi lời hỏi thăm đến tất cả các tình yêu ở Florida. Dạ, nha. Em ở thành phố Atlanta đang bị bão. Ồ, vậy hả? Tội nghiệp không? Chán ha. Nhiều khi mình thấy mình quá may mắn khi ở những nơi mà không có bị bão đó chứ. Chứ Florida với Texas thì bão thấy buồn quá à, thấy tội quá à. Đó, cả nhà thấy cá của mình nó rút gia vị không? Nó cứng lên rồi nè. Ngon, cái màu đẹp không? Cái màu có nghệ đó. Ngon không? Mà nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình nha cả nhà ơi. Có thể cho thêm đường, thêm nước mắm tùy theo nha. Thơm quá anh ha. Anh thấy thơm không? Cá này ăn với cơm ngon lắm mà. Xuân Hồng chuẩn bị đi ra nhà hàng.
Nhưng mà sực nhớ ra, ủa mình chuẩn bị kho cá cho ông xã ăn cái làm show luôn. Không phải làm show mà quay phim cho cả nhà xem luôn cho vui. Trời, mình đứng kiên cử cơm mà gặp món này là thôi. Kiên cử cơm mà. Trời ơi, cuộc sống, cuộc đời này mà không ăn ngon thì sống làm chi. Ăn đi rồi tập thể dục chút chứ có gì đâu, kiên làm gì. Đó, cả nhà thấy rút gia vị vô rồi đó, ngon không? Muốn cái nước chan này cho thêm chút xíu nước dừa tươi với nước mắm nữa nha. Nhớ dở cá nhẹ nhẹ chứ không thôi là nó vỡ. Mấy giờ đó? Chiều. Còn 15 phút nữa thôi. Ok. 15 phút nữa em ra tiệm luôn. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn không? Xuân Hồng nghe mùi thơm quá à. Nghe mùi thơm không ạ? À. Thơm ạ. Con cá nục nó nhỏ lắm, mình không cần kho, thời gian mất lâu đâu cả nhà ơi. Bây giờ 2 giờ sáng ở Việt Nam vẫn xem live stream của Xuân Hồng. Vậy hả? Ai ở Việt Nam Kim, vậy anh? Kim Khánh. Kim Khánh hả? Hai Kim Khánh em ở Việt Nam hả? Được là chị nhớ Việt Nam quá nè. Ba mẹ chị còn ở Việt Nam, chị nhớ ba mẹ lắm nè. Em không ngủ trễ vậy Khánh ơi. Khánh đi mua cá nục về ở Việt Nam, cá nục tươi ngon hơn bên này đó Khánh. Các tình yêu ở Việt Nam nó mua cá nục ở Việt Nam ngon lắm. Em xài bột nghệ cũng được hả? Được chứ, được chứ. Bột nghệ được hết á. Đó, cả nhà thấy ngon không? Cá nục kho xả nghệ nha. Là một cái món ăn mà mình ăn với cơm rất là ngon luôn. Nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Hồng nếm tự hay là đúng khẩu vị của nhà mình. Hành lá mua về bỏ vô có hợp không? Hành lá nè. Có. Hành lá cũng được. Ngon quá. Em mới nếm nước kho đó, ăn kho đó. Nếu không có nước dừa thì dùng cho nước được không? À, nếu dùng nước lạnh cũng được. Ai nha? À, xuyến phải. Xuyến, bé xuyến. Nước lạnh cũng được em ơi, nhưng mà nó không ngon bằng nước dừa tươi. Em mua nước dừa tươi hoặc là nước trong lon của Corico nè. Nước dừa tươi nè em. Nha. Nước này chắc có bán chợ. Đây, bán đây. Anh cắt chợ đầy. Còn không thì mình mua nước dừa tươi trong bịch ống đá cũng được. Hoặc là nước dừa tươi trong trái ở Việt Nam đó. Giống như là gì đó Khánh với lại các bạn ở Việt Nam dùng nước dừa tươi trong trái còn ngon nữa. Cái này tiếng Anh là gì? Có chưa biết. Mackerel hả? Mackerel đúng không? Maybe mackerel. Yeah, mackerel nhưng mà... Mackerel. Nhưng mà con nhỏ. Mua cái loại con nhỏ ngon hơn các tình yêu ơi. Đừng có mua con lớn nha. Rồi, thấm lắm rồi. Có Trang Thu Vũ, em ở Nga giờ cũng 10 giờ tối điểm lắm. Ồ, ở Nga lần hả? Trời ơi, nghe thấy thương quá vậy. Ở Nga lần nghe lắm hả? Từ mình bay qua đó như thế. Trời ơi, ở Nga xa lắm hả? Nghe ở Nga thấy thương quá à. Hello em. Cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn các tình yêu nhiều. Ở các nơi luôn. Cho em xin lại chai sốt lần này. Ok. Cái này là cái chai sauce mà cái này là nó kêu là dark soy sauce. Dark là đậm đó, đen đó. Dạ. Cái hiệu này tốt. Rồi cái mình kho cá, kho thịt gì mình cho chút xíu vô nó sẽ ngon hơn là mình dùng cái nước màu kho cá. Nước màu kho cá nếu mình tự thắng á thì ngon. Nhưng mà mình mua cái nước màu kho cá ngoài chợ màu dừa đó nó rất là cái mùi rất kỳ và đắng, nó không có vị ngon. Thay vì mình mua cái màu kho cá đó thì cả nhà mua cái này. Hoặc là mình thắng từ đường ra, chính tay mình thắng giống như mọi lần Xuân Hồng làm á. Mà hôm nay Xuân Hồng không có làm nước màu, Xuân Hồng cho cái này chút xíu vẫn ngon như thường. Anh Kenny, em cũng ở xa lắm, ở tới San Jose lận. Cái ai vậy anh? Ok mẹ to. Đó là xa. Chú Gia Nguyễn, tôi ở bên Pháp. Ồ, cô ở bên Pháp hả? Wow. Nè, này cả nhà nhìn nè. Cả nhà nhìn nè, nó cạn nước rồi nè. Nó rút nước còn sệt sệt này, ngon không? Nè, đó, nó thấm rồi nha.
cá nục kho sả nghệ. Bây giờ Xuân Hồng nghe thơm thì thơm mùi sả với mùi nghệ đó, mà cái màu đẹp lắm. Bây giờ Xuân Hồng mới gấp ra đĩa để mời cả nhà dùng nha. Nó còn sệt sệt như vậy nè, thích không? Đó, cả nhà muốn có nước nhiều để chan cơm thì mình cho nhiều nước vừa tươi, nhiều nước là nước lọc vô thôi nha. Mà khi kho cá đừng có dùng nước lạnh, dùng nước đang đun sôi đó nha, nếu mà không có nước vừa tươi. Rồi bây giờ Xuân Hồng tắt lửa nha, cho chút xíu tiêu nữa cho ngon. Tại Xuân Hồng thích cá kho phải mùi tiêu nhiều. Cái da nó bụng quá. Rồi em lấy cái dĩa để em múc cá kho ra mời cả nhà dùng. Mẹ anh quay thấy anh không nhận anh bây giờ anh làm quay phim cho em xong anh từ từ anh cũng nổi tiếng luôn á. ngồi đọc mọi người nói gì mới ghê. Khi nào cá cạn cho hành lá vào hả chị? Dạ cho hành lá vào trước đó chút xíu cho thơm cũng được em, rồi cho thêm khi mà cá cạn cũng được em đó. Xuân Hồng anh quay đây chưa? Được chị. Xuân Hồng mới gấp cá ra. Đó, cả nhà thấy cá mình ướp gia vị nó thấm rồi mình kho lửa riu riu đó, nó ngon quá à, nó cứng quá à. Ăn cơm trắng cơm nóng nó sợ. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới múc cái nghệ ớt, nghệ mà miếng miếng đó, ớt với sả đó. Hồi nãy mình kho có sả đó, cả nhà nhớ không? Sả bào nha. Ở Việt Nam dùng sả tươi còn ngon nữa, bên này là dùng sả đông lạnh không à, không có ngon bằng. Xíu phạm chị ở bên Denmark. Ở Đà Lạt luôn à? Wow. Tuyết Nhi ở Portland. Vậy nè, có nhiều bạn ở xa quá, nhiều anh chị ở xa quá à. Tuyết đang mặt luôn hả anh? Ở San Jose là xa nhất. Nhưng là anh Kenny Hoàng à. Rồi Xuân Hồng chan cái nước sốt lên nha. Đó, kho kẹo kẹo như thế này rất là ngon. Rồi Xuân Hồng cho chút xíu hành lá lên nè, cho đẹp. Chứ hồi nãy mình cho hành lá cho nó thơm rồi đúng không? Rồi. Giờ em mới cho mấy cái ớt lên trên mặt cho nó đẹp, chứ nãy giờ ớt nó che rồi. Ok. Rồi xong xới cơm nha. Vincent, em ở Áo Quốc. Áo luôn hả? Wow. Austria. Austria. Ở xa quá. Rồi, mời cả nhà dùng cơm. Đến để bên kia. Đó. Để bên kia. Đây. Để bên kia. Đây. Để đây không được. Đó, vậy lại, các nhà thấy không? Đó. Ấy. Anh thấy không? Đó, đúng không? Anh ăn thử miếng đi. Anh ăn thử miếng đi cho cả nhà biết. Đi. Anh ăn thử miếng đi. Em không phải ăn đâu. Không có chiên cá qua Mary ơi, không cần chiên cá nha, chị ướp cá như vậy cho thấm rồi ấy về ngon không? Rồi kho thôi. Ngon. Ngon ha. Ừ. Anh gấp miếng nghệ đi. Được không? Đó. Anh cho miếng nước à? Ừ. Nó thơm mùi sả mà mùi nghệ mà rất ngon. Thơm mùi sả với mùi nghệ đúng không? Mà này, ăn miếng nghệ thấy ngon. Cái này phải hai chén cơm mà. Đó, cá nó cho nó chắc lại nó thấm như vậy mình kho lửa riu riu á. Ngon không? Ăn với cơm trắng ngon nha. Trắng miếng ớt đi. Trắng miếng ớt đi. Ngon không? Gấp miếng nghệ. Anh thấy nó đúng là này. Cái này mackerel. Mackerel. Ngon. Sả như vậy ngon. Cá nục kho sả nghệ nha. Có mùi sả, mùi nghệ. Cảm ơn Vincent nhiều lắm em. Anh Kenny ngon thiệt. Ông xã em kêu không ngon thiệt chứ đâu phải là ráng khen đâu. Làm sao có nạn ráng khen được trời. Anh nói lại câu ngon mà. Trên cả tuyệt vời. Thấy không? Ông xã em nói trên cả tuyệt vời kìa. Rồi bây giờ Xuân Hồng phải chào tạm biệt cả nhà. Để Xuân Hồng đi ra nhà hàng làm nè. Đó, thấy thương Xuân Hồng không? Làm nấu ăn cho ông xã cũng phải ráng quay phim cho cả nhà xem cho nó vui nha. Cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, mình vui được giây phút nào mình vui thôi. Và cố gắng làm sao đó một ngày mình
đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh mình, không cần gì to lớn hết đúng không? Giống như Xuân Hồng nè, nhảm nhảm hay là nấu vài ba món ăn tặng cả nhà thôi là vui rồi. Rồi sao được cả nhà ơi, mình tránh nói những lời làm cho người khác tổn thương nha. Tại vì cái đó gọi là khẩu nghiệp đó. Làm cho người khác tổn thương là tội lớn lắm mà mình không có biết. Vô tình thì mình chịu thôi, nhưng mà mình ráng cố gắng đừng có làm cho người khác tổn thương bằng những cái lời nói mà không đẹp của mình. Xuân Hồng chúc cả nhà lúc nào cũng vui hết, lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng nhiều sức khỏe hết. Rồi có những món ăn ngon, thiệt là ngon cho gia đình mình dùng. Bận rộn không nấu ăn thì cứ chạy ra nhà hàng Nha Trang Xuân Hồng phục vụ cho nha. Nhiều món ăn ngon lắm. Hello Thủy Tô, chị đang làm món cá nục kho sả Nghệ ngon lắm nè. Bây giờ chị kho xong rồi chị đi ra nhà hàng đây. Dạ em cảm ơn chị Liên Anh. Rồi bây giờ Xuân Hồng chào tạm biệt nha. Cả nhà có thể xem lại cách làm khi mà Xuân Hồng end cái show này, rồi cả nhà xem lại thôi. Chúc các tình yêu nhiều sức khỏe nha. I love you.